Cà phê Ngọc Xanh cùng ban nhạc La Ba xin hân hoan chào đón quý quan khách và chương trình giao lưu âm nhạc vào các sáng thứ bảy chủ nhật hàng tuần rất hân hạnh phục vụ quý khách ạ. Và chương trình giao lưu âm nhạc sáng chủ nhật xin được phép bắt đầu ạ. Và để bắt đầu chương trình mời Trung Hiếu với ca khúc Tàu Anh Hồ Trên Núi Ngọc Xanh hát của Phó Đức Phương ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.